Rất chi là hay anh em nhá. Con này anh em vừa thay dơ le nhá. Dơ le zin của đây. Hỏng dơ le này cũng mất nguồn, anh em có tin không? Đấy, dơ le này hỏng dơ le cũng mất nguồn. Đây anh em vừa thay đổ keo này. Thì em bóc con dơ le ra, trong đấy trong này đen hết tiết điểm anh em nhá. Dơ le vẫn nóng toạch nhưng mà tiết điểm mo ve không tiết điểm được anh em nhá. Không chạm các tiết điểm với nhau được. Đấy, lý do con này mất nguồn là do dơ le này. Vẫn nóng bình thường nhưng mà tiết điểm không dẫn ra được là mất ACDS nha. Con này cũng là lệnh chung để đóng cho ACDS nha anh em nhá. Đấy thì sơ đồ thì dơ len này đấy, khi nào mà có lệnh mở nguồn ở trên ấy thì bắt đầu là con dơ len này hít luôn, hít vào nhưng mà hai tiết điểm không chạm vào nhau được là ACDS, không ACDS luôn. Đấy, con này là cấp nguồn do ACDS mà. Khi nào dơ len này hít thì bắt đầu là có ACDS, mất ACDS, vẫn thấy tiếng chuông kêu nhưng mặt hiển thị không sáng đèn nha. Dơ le vẫn hít, mặt hiển thị không sáng đèn. Đấy, rất chi là hay luôn. Anh em có tài liệu này rất chi là ra vấn đề này. Đấy, anh em mà cần tài liệu sửa chữa bo mạch điều hòa tủ lạnh máy giặt thì inbox cho em nhá. Đang giảm giá sâu tài liệu nhá. Anh em nào cần thì inbox nhá.